Xin chào cả các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê nha. Hôm nay bà mẹ quê sẽ dẫn các bạn đi ra đồng hái sen. Bây giờ theo chân bà mẹ quê nào. Có nhiều bạn hỏi là quê của bà mẹ quê ở đâu? Quê của bà mẹ quê ở Đồng Tháp nghe mấy bạn. Mình sẽ đi hái sen. Mấy bạn biết Đồng Tháp nhiều nhất là gì không? Nhiều nhất là sen đó. Bây giờ mình sẽ đi hái sen, đi ra ngoài đồng hái sen. Hôm nay bà mẹ quê sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn nói về sen, đó là cơm hấp lá sen. Các bạn theo chân bà mẹ quê nha. Đã ra đồng rồi đây. Gió quá à, gió quá không biết nói chuyện mấy bạn có nghe không. Đám sen bên đó là của nhà hàng xóm, nhà mình không có trồng. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó xin một ít lá sen và gương sen. Đi nha mấy bạn. Đã đến rồi đây. Mấy bạn thấy sen không? Sen quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đi hái lá sen nha. Lá sen và gương sen. Lá sen này mấy bạn, lá sen to ghê luôn. Mình sẽ đi hả? À, có banh sen rồi đây. Những cái lá sen này đây. Đây là lá sen. Sen mình vừa hái nè mấy bạn. Bây giờ mình đi về nhà thôi. Nhà mình cũng có trồng sen nè mấy bạn, nhưng mà một hồ sen nhỏ để ngắm thôi. Và đây là lan, lan của bà mẹ quê trồng. Các bạn thấy ra bông tốt không? Mình rất thích trồng lan, nhưng mà bữa hổm bị ăn trộm. Trộm rồi, trộm hết một ít rồi, cho nên bữa nay còn có thịt à. Bây giờ chúng ta sẽ vào bếp nha. Vào bếp để mà chuẩn bị cho món cơm hấp lá sen. Để chuẩn bị cho món cơm hấp lá sen thì chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên đó là cơm. Mấy bạn thấy cơm này đỏ không? Đây là gạo huyết rồng. Gạo này rất tốt cho sức khỏe nha mấy bạn, nhất là đối với mấy người mà bị bệnh tiểu đường. Tại vì trong cái chất cơm này nó sẽ không có ngọt như gạo bình thường. Cơm này rất là lạc, rất là tốt. Và đây là củ cải đỏ và đậu que, nấm đông cô, trứng cốt, tôm và thịt. Tôm và thịt chúng ta sắc nhuyễn nha, đều sắc hạt lựu hết, chỉ là trứng cốt thì mình để nguyên. Và nêm thì cần có nước mắm, đường, hạt nêm và bột ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ rửa lá sen để cho ráo, rồi chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu này nhé. Chúng ta bắt chảo lên, và bây giờ chảo chúng ta đã nóng thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Gió lớn quá à, không biết mấy bạn có nghe ồn không. Giờ chúng ta cho tỏi và hành phi vào. Tỏi và hành vào, chúng ta bắt đầu phi cho thơm. Khi mà tỏi và hành chúng ta đã vàng, khi mà tỏi và hành chúng ta đã vàng thì chúng ta sẽ
cho cái phần tôm và thịt chúng ta xắt hạt lựu nè, cho vào. Các bạn nêm vào đây nửa muỗng canh bột ngọt. Nửa muỗng hạt nêm. Và một muỗng đường. Và một muỗng nước mắm nha mấy bạn. Chúng ta sẽ đảo đều cái phần thịt này lên. Thơm quá mấy bạn ơi. Bà mẹ quê không có từng học qua cái trường lớp nấu ăn nào hết á, nhưng mà bà mẹ quê rất thích nấu ăn và được mẹ của mình chỉ lại. Mẹ của mình dạy mình làm cho nên mình biết nấu. Chứ mình không qua một trường lớp nào hết nha mấy bạn. Cho nên nhiều khi mình làm, mấy bạn thông cảm nha, nó không có được nói chung là bài bản lắm. Bây giờ thịt chúng ta đã săn lại rồi thì chúng ta cho hết cái phần rau củ này vào. Và đảo đều. Là chúng ta cho trứng cút vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một cái lá sen vào cái tô. Vào cái tô như thế này nè mấy bạn. Các bạn nhận xuống. Thì chúng ta sẽ đổ cơm vào đây. Cơm hấp lá sen này nè. Mấy bạn nhà có đám tiệc á, chúng ta sẽ thay thế cho cơm Dương Châu. Mấy bạn làm thử đi. Rất là ngon và rất là đẹp mắt. Chúng ta cho hết cái phần cơm chúng ta đã xào hồi nãy vào lá sen này và chúng ta gói lại nha. Chúng ta bắt đầu gói lại. Gói lại như thế này. Mình dùng dây chuối mình buộc lại. Và mình để vào nồi hấp. Được lại, được lại. Cắt vỏ này đi. Đây là phần cơm của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên bếp. Và khi nước đã sôi thì chúng ta sẽ cho phần cơm vào hấp. Mấy bạn hấp trong vòng 20 phút nha. Và bây giờ phần cơm của chúng ta đã được rồi nè. Chúng ta sẽ tắt bếp và đưa cái phần cơm này ra. Các bạn cắt bớt đi nha. Cắt bớt nè. Cắt bớt một ít bỏ.
Ôi da nóng quá. Và đây là phần cơm mà chúng ta vừa làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra nha mấy bạn. Mấy bạn làm món cơm này nè. Nhà mình mà có đám tiệc gì á, mấy bạn làm món cơm này thay thế cho cơm Dương Châu thì rất là ngon. Để đãi khách thì rất là tuyệt vời. Cái dao nó không được bén lắm. Đây là phần cơm của chúng ta. Đây là đĩa cơm mà sau khi chúng ta đã hoàn thành. Các bạn thấy ngon không? Ngon. Chúc các bạn thành công với món cơm hấp lá sen nha. Bạn ở quê xin kính chào tất cả các bạn. Chào tạm biệt. Các bạn nhớ like, subscribe và comment kênh của mình nha. Share được nữa thì càng tốt. Chào tạm biệt mọi người.